Quỹ Phan Chu Trinh tang giới dân chủ trẻ đổ tố thế hệ đi trước. Nhân dịp quỹ Phan Chu Trinh tuyên bố ngưng hoạt động vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, nhiều thành phần chống đối, bất mãn đã liên hệ sự kiện này với vụ ông Chu Hạo bị kỷ luật đảng. Từ đó, họ công kích tình hình tự do ngôn luận, tự do học thuật ở Việt Nam, hoặc kêu gọi độc giả không tuân thủ pháp luật. Qua tìm hiểu, được biết năm 2006 một số cựu cán bộ liên quan đến việc IDS như Nguyễn Thị Bình, Chu Hảo, Nguyên Ngọc đã thành lập Quỹ Dịch Thuật Phan Châu Trinh đến năm 2008, đổi tên thành Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh. Mục đích công khai của quỹ là góp phần phục hưng, du nhập, khởi phát, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21. Theo con đường mà ông Phan Chu Trinh đã chọn. Sau đó, Nhóm sáng lập viên tiếp tục thành lập và điều hành một số tổ chức khác như Đại học Phan Chu Trinh, Viện Phan Chu Trinh, Bồ-Xích Việt Nam, Diễn đàn xã hội dân sự, Văn đoàn độc lập, vân vân. Trong đó, Diễn đàn xã hội dân sự công khai đặt mục tiêu góp phần thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam. Các nhóm Bồ-Xích Việt Nam, Diễn đàn xã hội dân sự, Văn đoàn độc lập đã soạn hoặc đăng nhiều tài liệu có nội dung công kích thể chế với dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tháng 10 năm 2018, ông Chu Hạo bị kỷ luật đảng với hình thức khai trừ do vi phạm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của đảng một cách liên tục và có hệ thống trong 13 năm, tính từ năm 2005. Những vi phạm của ông Chu Hạo có nhiều điểm liên quan đến sinh hoạt của các tổ chức vừa kể. Sau đó, ông Hạo cũng ngưng giữ chức giám đốc nhà xuất bản tri thức. Ngày 20 tháng 2 năm 2019, bà Nguyễn Thị Bình, chủ tịch quỹ Phan Du Trinh, đã ký một thông báo về việc quỹ này ngừng hoạt động. Thông báo này được đăng trên trang Viet Studies vào ngày 22 tháng 2 và đăng trên các website, blog, trang cá nhân liên quan đến diễn đàn xã hội dân sự một ngày sau đó. Ngay trong ngày 23, dư luận phi chính thống đã liên hệ việc ông Chu Hảo bị kỷ luật với việc quỹ văn hóa Phan Chu Trinh ngừng hoạt động và bình luận về chủ đề này theo hai hướng. Trong hướng thứ nhất, Họ công kích cách thức hoạt động và khuynh hướng chính trị của nhóm trí thức điều hành Nguyễn Phan Chu Trinh. Cụ thể, Nguyễn Trang Nhân viết rằng, qua vụ việc này, có thể thấy những người đứng đầu Nguyễn Phan Chu Trinh, nhất là bà Nguyễn Thị Bình, đã không có đủ sự quyết tâm và bền chí để đi lâu dài trên con đường khai dân trí. Nhung cũng lưu ý rằng, bà Bình đã không lên tiếng khi ông Chu Hảo bị kỷ luật đảng và bị công kích trên truyền thông. Cuối bài Nhung viết rằng, những người trẻ sẽ phải đi tiếp con đường của Phan Du Trinh, nhưng cần bền trí và kiên gan hơn thế hệ đi trước. Đi xa hơn, Phạm Đoan Trang tuyên bố rằng vụ việc này cho thấy những nỗ lực hoạt động dân sự, civil society, NGO, mà phải theo tinh thần dựa trên luật pháp Việt Nam, hay nói thẳng ra là phải đăng ký với nhà nước là con đường đi vào ngõ cục. Trang gọi quỹ Phan du Trinh nói riêng và trí thức Việt Nam nói chung là hạng phò chính thống, hèn, không hề có tư tưởng chống độc tài, giành lấy tự do, xây dựng dân chủ. Vì họ chỉ làm những việc mà độc tài cho phép. Bài viết của Trang nhận được comment ủng hộ của nhiều gương mặt bất mãn như Lê Dũng Vô Va, Hoàng Thành, Ngô S, Đông Toản. Hoàng Huy Vũ kêu gọi cặp mặt các thành phần tri thức đi hai hàng và được đoan trang hưởng ứng. Nguyễn Vi Yên viết bài tri ân Nguyễn Phan Chu Trinh nhưng lặng im trước làn sóng đấu tố của Đoan Trang. Trước những phản ứng trên, ngày 25 tháng 2, ông Chu Hạo nói với RFA rằng quỹ Phan Chu Trinh ngưng hoạt động chỉ vì lý do nhân sự. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bình muốn từ nhiệm chức chủ tịch quỹ do đã hơn 90 tuổi, sức khỏe giảm sút. Trong khi đó, hai ông Nguyên Ngọc và Chu Hạo lần lượt giữ chức chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng khoa học của quỹ đều ở trong hoàn cảnh không thể tiếp tục thay bà Bình. Những thành viên khác cũng từ chối lên thay do không đủ thời gian hoặc không đủ uy tín xã hội. Ngoài ra, không có sức ép nào khiến quỹ phải ngừng hoạt động. Trong cùng một cuộc phỏng vấn, ông Chu Hảo cũng tóm tắt những công việc mà quỹ Phan Chu Trinh đã hoặc chưa làm được trong 11 năm vừa qua. Ông cho biết thêm rằng trong thời gian sắp tới, viện Phan Chu Trinh sẽ mở rộng hoạt động để tiếp nối một phần công việc của quỹ. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi đề nghị các bên liên quan bớt nhận để tập trung thưởng thức tính bi hài của sóng truyền thông này. Vì các sáng lập viên Nguyễn Phan Trung Trinh từng dịch, in hàng trăm cuốn sách quảng bá tư tưởng nhân quyền phương Tây, khơi dậy phong trào phản đối khai thác bô xích ở Tây Nguyên và các phong trào biểu tình, có thể xem họ như cha đẻ của các phong trào lề trái trong nước. Vì Trang Nhung là độc giả trung thành của nhà xuất bản tri thức, còn đoàn trang trưởng thành từ phong trào biểu tình có thể nói Trang và Nhung đã thư hưởng các thành quả của họ. Vậy mà đáng lòng thay, Trang Nhung đã trách bà Nguyễn Thị Bình không đổi quyết tâm và bền chí để đi lâu dài, dù bà Bình đã 90 tuổi và đang đau ốm. Đoàn Trang đã mắng những người xin cấp phép in sách như ông Chu Hảo, là Hèn. Dù ông Hảo đã in hàng nghìn đầu sách kinh điển của phương Tây, còn Trang mới chỉ in những cuốn sách như chính trị bình dân tại nhà xuất bản giấy vụ. Tệ hơn, các tín đồ của đoan trang còn đòi vạch mặt các thành phần trí thức không chống nhà nước không dùng phương tây dù phương tây quan niệm rằng chọn khuynh hướng chính trị là quyền tự do cá nhân và sinh hoạt học thuật phải được độc lập với chính trị những gương mặt trẻ hiểu biết và ôn hòa hơn như nguyễn vi yên thì không dám lên tiếng bên ông Chư hảo trong cuộc đấu tố mà đoan trang phát động khó có thể biết quỹ phan chu trinh đã tạo ra một phong trào khai sáng về nhân quyền hay tạo ra một cuộc cách mạng văn hóa của đám đông cực đoan mà giờ đây chính họ phải gánh chịu